Ngày 13 tháng 11 năm 2024, Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024. Đến dự có trưởng ban tổ chức Thành ủy Châu Đốc Trần Thị Tố Huyền. Thời gian qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể của Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hương ước, quy ước nơi cư trú, huy động sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, đóng góp các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong Khóm Hòa Bình ngày càng được nâng lên, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, các thiết chế văn hóa được phát huy và sử dụng hiệu quả, truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của nhân dân trên địa bàn không ngừng được phát huy. Hiện toàn khóm có 564 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, 100% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.